Trước đội bóng hàng đầu châu lục, đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo được bất ngờ và để thua với tỷ số 0-6. Tuy vậy, huấn luyện viên Philippe Chaussier vẫn đánh giá cao những nỗ lực của các học trò. Ông cho rằng, đội tuyển Việt Nam xứng đáng ghi được 1-2 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà, đối diện với đội tuyển xếp hạng 26 thế giới, thường xuyên góp mặt tại World Cup và mới đây cũng vừa giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Tunisia, hạng 29 thế giới, trong trận giao hữu hôm 14 tháng 10. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã sử dụng đội hình xuất phát với những nhân tố tốt nhất hiện có, trong đó đáng tiếc là không có sự góp mặt của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải do bị chấn thương. Về phía Hàn Quốc, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã tung vào sân đội hình mạnh nhất. Ngoài ngôi sao của Tottenham Hotspur Son Heung-min, đội chủ nhà còn có trung vệ Kim Min-jae, Bayern Hwang Hee-chan, Pop, Lee Kang-in, PSG, sở hữu dàn cầu thủ là các ngôi sao hàng đầu châu Á. Nên không bất ngờ khi Hàn Quốc sớm nắm quyền kiểm soát thế trận với lối chơi pressing tầm cao, đẩy đội tuyển Việt Nam phải lui về phòng ngự. Mãi cho đến phút 11, các học trò của huấn luyện viên Philippe Chaussier mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Tiến Anh khống chế trong vòng cấm, rồi đưa bóng sang chân trái cửa lòng đi chệch cột dọc. 15 phút sau, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đệm bóng vọt xa sát vòng 16m50 trong thế trống trải. Tuy nhiên, về tổng thể, các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc vẫn là những người cầm trịch trên sân và 6 lần buộc thủ thành Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của Kim Min-jae, 5, Hwang Hee-chan, 27, Minh Trọng, phản lưới, 50, Son Heung-min, 61, Lee Kang-in, 69, và Cheong-woo-yong, 86. Đây cũng hệ quả khó tránh khi đội tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người sau khi Việt Anh nhận thẻ đỏ. Điều đầu tiên tôi muốn rút ra sau trận này là trình độ của bóng đá Việt Nam đang ở đâu so với các đội mạnh của châu lục. Trận này, tuyển Hàn Quốc rất mạnh về thể chất, kỹ thuật và tổ chức chiến thuật. Đây không phải là điều bất ngờ. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần khi nhận lời thi đấu giao hữu với đối thủ. Chúng tôi muốn dùng trận đấu này như một phần để tiếp tục hoàn thiện lối chơi, đội hình hướng tới vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11, huấn luyện viên Philippe Chaussier đánh giá sau trận đấu. Nhà cầm quân người Pháp cũng cho biết, ông không coi trọng kết quả hiện lên trên bảng tỷ số. Thực tế tuyển Việt Nam đã có 30 phút thi đấu với chỉ 10 cầu thủ trước đội bóng có nhiều gương mặt đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Rõ ràng đó là thử thách lớn. Về tổng quan, tôi hài lòng về việc toàn đội đã cố gắng hết sức, duy trì sự kỷ luật cao, tuân thủ đấu pháp và cách di chuyển đội hình cho đến cuối trận. 30 phút cuối toàn đội đã chơi với tinh thần tuyệt vời, trong đó có 7 cầu thủ độ tuổi U23. Tôi thực sự không bất ngờ về kết quả, nhưng về mặt tỷ số, tuyển Việt Nam xứng đáng có bàn thắng. Nói chính xác thì chúng tôi cần chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt hơn. Tôi không coi trọng chuyện thắng thua trong các trận đấu chuẩn bị cho mục tiêu chính, tôi chỉ nghĩ về mặt tỷ số, tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn, xứng đáng có 1 hoặc 2 bàn thắng từ các cơ hội ghi bàn. Nhưng như tôi đã nói, kết quả không phải điều quan trọng nhất.